Thưa quý vị, những năm gần đây thì huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách, và nơi đây thì không chỉ là vùng đất Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa mà còn có nhiều làng nghề trồng hoa cây cảnh có truyền thống của miền Bắc. Và bốn mùa trong năm, các loại hoa như là hồng này, cúc, ly, dơn hay là cát tường cùng nhau tô điểm trên những cánh đồng bạc tỉ. Vâng, những cánh đồng hoa bạc tỉ chỉ nghe thôi thì cũng đã thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và không biết là chị Ngọc Trâm có biết không, đằng sau những cánh đồng hoa giá trị cao không chỉ là thiên nhiên ưu đãi, thổ nhưỡng phù hợp mà còn có sự chăm chỉ cùng với trình độ canh tác cao, quan trọng hơn cả chính là sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thị trường của chính những người nông dân ở Mê Linh. Vâng, quả đúng là như vậy ạ. Và theo như tôi được biết thì trước đây người ở Mê Linh thì trồng hoa chỉ bán cho thương lái thôi, nên là rất là bị phụ thuộc vào thị trường này, giá cả thì lại bấp bênh và có thời điểm hoa cười người khóc. Đón đầu thị trường số, nhiều nông dân trẻ tại đây đã đưa sản phẩm hoa của làng nghề mình lên các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng ở trên mạng xã hội nữa đấy ạ. Vâng, và chính nhờ những cái cách làm này thì người trồng hoa đã có thể chủ động được việc tiêu thụ, giá trị thì cũng tăng lên. Và trong chương trình Nông thôn ngày mới ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời đến trường quay một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là anh Lê Văn Cả, nông dân tiên phong và cũng là gương mặt quen thuộc trong các video giới thiệu về hoa hồng Mê Linh được đăng tải trên các sàn thương mại cũng như các trang mạng xã hội. Bước ra khỏi những khuôn hình của video thì anh Cả cũng chính là một người trồng hoa thứ thiệt ở Mê Linh. Anh Cả chắc chắn là sẽ mang đến cho Nông thôn ngày mới ngày hôm nay của chúng ta nhiều chia sẻ thú vị về câu chuyện đánh thức tiềm năng của hoa hồng qua những nền tảng thương mại số. Vâng, trước tiên thì cũng xin được cảm ơn anh Lê Văn Cả đã dành thời gian cho Nông thôn ngày mới ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần trò chuyện chính của chương trình, xin mời anh Cả cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn để hiểu hơn về cách thức mà những nông dân ở Mê Linh sản xuất tiêu thụ hoa trong kỷ nguyên số như thế nào quý vị nhé. Máy tính, máy ảnh, flycam, mic để đầu tư cho bộ thiết bị phục vụ cho quá trình sáng tạo video, nhóm bạn trẻ này sẵn sàng chi ra hơn 200 triệu đồng. Máy móc hiện đại, nội dung hữu ích cùng nét duyên dáng mộc mạc của người dẫn chuyện, những video do nhóm bạn trẻ thực hiện đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nếu anh em hỏi là cây giống thì trồng như nào thì thật ra là chỉ có vùi ở đất như này thôi. Đầu năm như này là thời tiết để thuận lợi để trồng cây giống rồi. Nhiều video được lên xu hướng với lượt tương tác cao, tạo nên cơn mưa đơn hàng trên mọi miền đất nước. Khi mình làm trên nền tảng số, mình có nhiều đầu ra rồi thì mình có quyền lựa chọn khách hàng của mình. Ai mà có giá hợp lý, giá cả hợp lý, mình có lãi thì mình mới bán. Còn lượng ép giá như ngày xưa thì mình cũng sẽ không bán nữa. Khi mà có sự kết hợp này thì cái lượt tương tác của khách hàng và cái đơn hàng nó đi ra được thì nó sẽ nhiều hơn. À, nói chung là nó phát triển mạnh hơn. 200 tới 300 đơn hàng, có những thời điểm cá biệt con số lên tới cả nghìn đơn. Để tránh sai sót, các nhân sự được sắp xếp với nhiều đầu mục khác nhau, từ tư vấn trước và sau bán hàng, chốt đơn, đóng gói. Đặc biệt, để giảm rủi ro trong khâu vận chuyển các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, những người nông dân ở Mê Linh cũng tìm ra cách đóng hàng tối ưu. Hàng cây tươi khi đã vận chuyển đi, thứ nhất nó vấn đề là héo, hai là cái rủi ro gãy với dập rất nhiều, nên là đầu tiên giai đoạn đầu tiên mình bán online thì cũng gửi đi nó bị hỏng rất là nhiều. Xong về sau thì mình có tham khảo một số cách đóng hàng trên mạng thì từ đấy là mình tìm ra được cách đóng hàng tối ưu nhất là đóng bằng bìa cứng bắt tông loại dày và cuốn bao kín cây, thì từ đấy là thứ nhất là cây nó sẽ bị cây nó không bị ảnh hưởng bởi là quăng ném hàng nữa này, hạn chế cái việc bị héo này. Và cái việc vận chuyển nó dễ dàng hơn, nó gọn hơn. Để khai thác được tiềm năng từ nền tảng số, những nông dân trẻ ở Mê Linh còn cùng nhau nghiên cứu tạo ra những mẫu hoa hồng bonsai độc đáo. Những chậu hoa này không chỉ dễ chơi, dễ vận chuyển, giá cả hợp lý, mà còn phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Cái sự chuyển động nó đã đến cái nền tảng số để đưa những cái sản phẩm của bà con nông dân tới tay người tiêu dùng một cách rất là mạnh và rất là nhanh, cũng thôi thúc cho những người nông dân cũng giống như tôi là một nhà sản xuất cũng phải rất là vội vã và rất là cố gắng nỗ lực để tạo ra những cây hoa hồng làm sao mà nó sẽ đẹp nhất và nó sẽ tốt hơn và phải nâng cấp nó tối đa có thể để cho ra được những cái sản phẩm hoa hồng độc đáo để đưa đến tay người tiêu dùng. Liên tục cập nhật sản phẩm mới phù hợp với xu hướng, không ngừng tìm kiếm thị trường, kênh tiêu thụ, người trồng hoa Mê Linh đang may một chiếc áo mới đẹp đẽ hơn cho làng nghề trồng hoa truyền thống của mình.
Vâng, sau khi mà theo dõi xong cái phóng sự vừa rồi thì quả là tôi thấy rất là hâm mộ cái bộ đồ nghề tác nghiệp của anh đấy ạ, để có thể là đưa sản phẩm nông sản hoa hồng Mê Linh lên sàn thương mại điện tử thì chắc hẳn là anh cả đã đầu tư rất là nhiều từ những cái thiết bị quay này rồi là những cái thiết bị phát sóng livestream trên sàn thương mại điện tử nữa, và chắc hẳn là cái con số đầu tư thì không hề nhỏ nha. Và bây giờ thì tôi cũng đã hiểu là tại sao mà những cái video của anh á, chất lượng cả về hình ảnh cả về âm thanh thì đều rất là tốt. Tuy nhiên là để có thể đầu tư cho những cái máy móc lên tới hàng trăm triệu đồng như thế này thì chắc chắn là anh cũng sẽ có những cái mục đích riêng của mình, đúng không ạ? Mình là một người nông dân trẻ thì không những mình bán hàng là cho mình ngoài cái việc đăng tải các hình ảnh của hoa của địa phương để quảng bá được nhiều người biết đến hơn, nên là mình cũng mạnh dạn đầu tư trang thiết bị từ máy quay này, mic này, rồi là các thiết bị phụ trợ nữa, flycam chẳng hạn, thế là để đưa đến những thước phim đẹp nhất và những hình ảnh sắc nét nhất, đưa sản phẩm của mình đến mắt người tiêu dùng, từ đó là thúc đẩy được cái thị hiếu, tăng được cái độ tin tưởng của mình đối với khách hàng hơn. Tôi được biết là ở cái thời điểm đầu khi mà anh cả tiếp xúc với nền tảng số, đưa các sản phẩm của Hoa Hồng Mê Linh lên đến nền tảng số, thì những người nông dân ở đây thì vẫn chủ yếu là bán hoa cho thương lái. Vậy thì sau suốt một thời gian trải qua nỗ lực của bản thân mình cũng như là những nông dân trẻ ở Mê Linh, thì đến thời điểm này không biết là những người trồng hoa ở Mê Linh đã có những cái thay đổi như thế nào trong tư duy sản xuất rồi? Đầu tiên là mọi người cũng chịu khó tìm hiểu cái mạng xã hội nó là cái gì này, cũng theo dõi tôi này, và học hỏi dần từ các cái kinh nghiệm, cũng có người hỏi cách quay dựng như nào hoặc nói ra làm sao để mọi người cùng đưa cái sản phẩm lên, và cũng rất may mắn là cũng có một số anh em cũng làm theo, đều là các bạn trẻ thì cũng đã xây dựng được cho mình riêng những kênh nông sản về hoa hồng. Thì hiện tại bây giờ là ở địa phương cũng có rất nhiều các bạn nông dân trẻ cũng đang làm theo mô hình như vậy và cũng đạt được cái thành công nhất định. Vâng, và tôi được biết rằng là anh cả thì vừa mới trở về từ một chuyến đi Bắc Cạn ạ. Đây là một cái chuyến đi mà anh lên đó và anh hỗ trợ cho những bà con địa phương cái phía phương thức để có thể bán hàng live stream, đưa nông sản của mình lên sàn thương mại số, và một cái chuyến đi hoàn toàn hỗ trợ là miễn phí thôi. Vậy thì sau những cái chuyến đi thực tế như vậy trở về, anh có nhận thấy là làm sao để mà nông dân của chúng ta có thể thay đổi phương thức tư duy sản xuất kinh doanh một cách bền vững trên sàn thương mại điện tử, chứ không phải là một cái trend, một cái hành động nhất thời thôi ạ? Sau nhiều lần tôi đi hỗ trợ bà con bán nông sản ở các địa phương ấy, thì tôi thấy bà con nhà mình cái kỹ thuật nông sản rất tốt, làm ra sản phẩm rất tốt, nhưng mà bà con chưa biết cách tiếp cận với cả các cái mạng xã hội. Tôi thấy bà con chưa đưa được đến hình ảnh quy trình làm này, để mọi người hiểu là cái sản phẩm nông sản của mình nó sạch này, nó tốt này, và nó mức giá nó sẽ hợp lý hơn là so với cả là bà con bán qua lái buôn. Hai nữa là nhiều người tiếp cận được thì bà con sẽ có nhiều nguồn bán ra hơn, không bị bị động về đầu ra nữa. Và hai nữa là nếu mà đã tiếp cận được với cả nhiều người thì cái giá sản phẩm nó sẽ nâng cao hơn, từ đấy là đời sống kinh tế của bà con cũng sẽ tốt hơn. Ngày xưa như tôi làm thì cũng chỉ là cuối năm mới dám bán thôi, nhưng bây giờ là mình có thể sản xuất quanh năm, bởi vì mình đã có đầu ra ổn định vững rồi, không những là bán trong nước mình còn bán cả nước ngoài. Đầu mình làm những sản phẩm mới, ngày xưa thì làm hoa tươi, thì bây giờ mình làm cả hoa hồng sấy khô, thì mình có được cái hạt sản phẩm này lưu trữ thời gian nó lâu năm thì mình có thể là xuất khẩu đi nước ngoài được. Vâng, vừa rồi thì anh cả có đề cập đến một khía cạnh mà tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái điểm mấu chốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới, đó là bà con thì đã có cái quy trình canh tác và sản xuất để cho ra những cái sản phẩm rất là sạch rồi, và thậm chí thì người tiêu dùng cũng rất là mong muốn để có thể tiếp cận được những cái sản phẩm này và mua về cho mình những cái thực phẩm ngon, sạch và an toàn cho gia đình sử dụng. Nhưng mà đôi khi chỉ là hai cái nhu cầu nó chưa gặp nhau thôi, người bán không thể gặp được người mua. Vậy thì cái điều mà chúng ta quảng bá những cái sản phẩm này trên mạng xã hội hay là nền tảng số, nó là một cái xu hướng tất yếu trong tương lai, có phải không ạ? Cái này tôi thấy nó là điều tất hướng, bởi vì bây giờ hầu như là ở Việt Nam mình tất cả mọi thứ đều chuyển từ mua hàng offline sang mà online rồi. Bây giờ các cách phương thức vận chuyển cũng nhanh rồi. Bên OCOP cũng hỗ trợ bà con nhiệt tình rồi, nên là cái vấn đề bà con bây giờ chỉ có một điều cần cải thiện, thứ nhất là bà con phải mạnh dạn nên đầu tư, mạnh dạn làm, dám nghĩ dám làm thôi. Chứ còn sản phẩm bà con rất tốt, nhưng mà nhiều khi bà con chưa đưa cái sản phẩm của mình đến tay khách hàng hoặc là người cần người ta nhìn thấy. Anh cả vừa mới chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là có một yếu tố mà anh thấy rằng ở đây là bà con thì chưa mạnh dạn, chưa cởi mở, chưa tự tin. Vậy thì tôi cũng muốn anh cả có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả cũng như là bà con hiểu biết được rằng là ở những cái thời điểm đầu khi mà anh mới bắt đầu chuyển sang làm nền tảng số như thế này thì chắc chắn là mình cũng sẽ có những cái cảm giác giống như bà con bây giờ. Vậy thì làm thế nào để mình vượt qua nó, để bà con bây giờ cũng có thể
làm thế nào để vượt qua để có thể tiếp cận nền tảng số một cách rõ ràng? Thời gian đầu ấy, nếu để quay thì mình sẽ ngượng. Thứ nhất là mình ngượng, mình không tự tin đứng trước máy ảnh. Hai nữa là mình không biết nói cái gì. Đấy là hai cái mặt hạn chế lớn nhất. Sau khi mà được nhiều người biết đến thì mình làm clip đều thì mình mới quen thôi. Thì tôi nghĩ là nếu như mọi người, bà con nông dân ấy, thì hay mạnh dạn làm lên, làm quay nhiều thì cũng sẽ thành quen. Một cái khía cạnh mà có thể là khán giả và những người tiêu dùng ấy, họ lại thích cái sự chân chất thật thà của những người nông dân thì đúng sao rồi. Chứ chúng ta đâu phải là những người chuyên nghiệp để đúng mà rồi. Phải thể hiện thật là tốt trước ống kính máy quay đâu. Nên là cứ mạnh dạn làm đi và sẽ đúng chạm rồi. Tay được tới thành công như là anh đã vừa chia sẻ. Và chắc chắn là trong tương lai thì anh cả cũng sẽ có một cái kế hoạch nào đó để ấp ủ cho bản thân mình để phát triển hơn nữa. Anh có thể sẵn lòng chia sẻ với khán giả của Nông Thôn Ngày Mới ạ. Các sản phẩm truyền thống ấy thì mình làm nó từ xưa đến nay nó là đều có rồi. Tôi đang ấp ủ làm một cái sản phẩm mới có thể xuất khẩu được và có thể tiếp cận được với cả nhiều thị trường hơn. Ví dụ như ở như hàng hoa cây cảnh thì nó là hàng hoa tươi thì nó hạn chế là vận chuyển. Thì tôi đang muốn làm những cái sản phẩm mà nó có thể là lưu trữ lâu hơn này, hướng tới xuất khẩu. Với cả những cái sản phẩm mà tiếp cận được với cả đô thị, bởi vì hàng hoa cây cối ở đô thị là có những cái mặt hạn chế là không có không gian này, diện tích để trồng này, thì mình cũng làm những cái sản phẩm nhỏ này, sản phẩm ngày xưa mình làm những cái sản phẩm chỉ có trồng ở những khu mà diện tích lớn thì mới ấy, nhưng mình sẽ hướng tới làm những sản phẩm nhỏ để bà con có thể tiếp cận với cả những vị khách ở thành phố hoặc là nằm ở chung cư cũng có thể trồng được. Bởi vì bây giờ rất nhiều nơi là có mọi người cũng muốn trồng hoa nhưng mà này không có diện tích để trồng hoặc là không có kỹ thuật, thì mình sẽ vừa hướng dẫn kỹ thuật này vừa bán cho họ những cái sản phẩm mà nhà không có diện tích cũng có thể trồng được. Rõ ràng là trong tương lai thì anh có rất là nhiều dự định cho mình và hy vọng là với những cái dự định mà anh đang ấp ủ thì anh sẽ thành công và sẽ chia sẻ thêm được nhiều kinh nghiệm nữa để cho bà con cũng có thể phát triển giống như mình, đúng không ạ? Và một xin được cảm ơn anh cả với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như là chuyển dịch được cơ cấu cây trồng một cách phù hợp, mang theo giá trị cũng như là thắp sáng niềm hy vọng cho những nông dân trồng hoa ở Mê Linh. Bằng chứng là đến nay thì đã ngày càng nhiều người trẻ ở Mê Linh trở về quê hương lập nghiệp và họ cùng nhau tạo dựng những cánh đồng giá trị cao ở vùng đất cổ địa linh nhân kiệt Mê Linh. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Lê Văn Cả đã có những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng là câu chuyện của anh Cả cũng như là cách làm của anh thì sẽ gợi mở cho những nông dân khác ở trên cả nước trên cái hành trình là tìm kiếm thị trường mới cho mặt hàng nông sản của mình cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh và chúng ta sẽ sớm chạm tay đến thành công.